Hi, chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tâm sự với nhau một đề tài, đó là khi tình yêu không còn vừa vặn nữa. Thật sự thì mình đang dọn tủ quần áo các bạn. Mấy hôm trước mình vừa làm những cái clip chia sẻ với các bạn rằng phụ nữ thanh lịch thì sẽ lựa chọn chất lượng hơn là số lượng. Và ở trong tủ quần áo thì chúng ta nên lọc ra những cái món mà chúng ta không còn yêu thích nhiều nữa, hay là những cái món mà chúng ta không có còn dùng tới nhiều nữa, thì chúng ta thanh lọc bớt đi. Nhưng mà sự thật là để cho có chỗ sắm đồ mới. Dọn dẹp tủ quần áo nó là một trong những cái điều mà mình rất là yêu thích các bạn. Mỗi lần mình dọn dẹp đó là mình bật nhạc lên mình nghe nè, mình để một ly cà phê bên cạnh nè, vừa nghe nhạc, vừa uống cà phê, vừa thư giãn đầu óc, vừa chiêm ngẫm sự đời. Thì ngày hôm nay mình vừa dọn dẹp thì mình vừa suy nghĩ, mình vừa chiêm ngẫm những cái câu chuyện, những cái tâm sự mà các bạn gửi về cho mình. 100% những cái câu chuyện, những cái tâm sự mà các bạn gửi cho mình á, nó là những cái tâm sự buồn. Tại vì các bạn vui là các bạn không có nhớ mình đâu. Ok, thì có những cái mối tình mà có thể các bạn đã từng hạnh phúc nhưng mà bây giờ mọi thứ nó thay đổi. Hoặc là có những cái mối tình mà các bạn không có được vừa ý, các bạn không có được happy, thậm chí là đau khổ, thậm chí là bị dằn vặt khi các bạn ở trong cái mối quan hệ đó. Vậy thì có bao giờ các bạn bước vào trong cái tủ quần áo của các bạn và các bạn thấy những cái món đồ mà các bạn đã từng rất là yêu thích, mặc vào nó làm cho bạn cảm thấy bạn feel good, nó làm cho bạn cảm thấy mình đẹp. Có thể đó là những cái váy đầm, cũng có thể đó là những cái quần jean, nhưng mà bây giờ nó không còn vừa cho bạn nữa. Thì nó cũng giống như là những cái mối quan hệ, những cái chuyện tình cảm, những cái tình yêu mà các bạn đã từng rất là hạnh phúc. Các bạn tưởng là các bạn ở bên cạnh cái người đó, hay các bạn chọn lựa cái người đó là các bạn sẽ được hạnh phúc, các bạn sẽ đi đến những cái kết quả tốt đẹp. Nhưng mà đến một lúc nó không có còn hạnh phúc như là bạn nghĩ nữa, nó không có còn đem cho bạn cái cảm giác như là lúc đầu bạn mới yêu nữa, thì bạn sẽ làm gì? Vậy thì các bạn có giữ những cái món đồ đó không? Khi mà nó không còn làm cho bạn feel good lúc bạn mặc nó nữa, và nó không còn vừa cho bạn nữa. Khi các bạn thanh lọc tủ quần áo với những cái món đồ yêu thích mà các bạn không còn mặc vừa nó nữa, thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ đem nó ra cho người thợ may để họ sửa lại cho các bạn mặc vừa? Hay là các bạn sẽ cố gắng ăn kiêng để ốm xuống cho nó vừa? Hay các bạn ráng tập thể dục để các bạn có thể mặc vừa cái áo đó? Hay là các bạn treo nó trở lại vị trí cũ với hy vọng rằng biết đâu một lúc nào đó mình lại có thể mặc được nó? Tình yêu nó cũng vậy các bạn. Khi các bạn mới gặp một người, mới fall love với một người, thì các bạn ngập tràn hạnh phúc. Các bạn dành cho nhau tất cả thời gian, tất cả sự lãng mạn, tất cả sự quan tâm. Nhưng mà đến một lúc các bạn không còn nhắn tin cho nhau nhiều nữa, không còn tâm sự với nhau nhiều nữa, không còn dành nhiều thời gian cho nhau nữa, sự lãng mạn nó cũng thưa thớt dần, cái sự kết nối nó cũng không còn chặt chẽ nữa, thì các bạn sẽ làm gì? Ví dụ như khi bạn mặc một cái áo đầm bạn yêu thích, thì bạn biết rõ là bạn có thể trông đợi điều gì từ cái áo đầm đó mang lại cho bạn. Ít nhất là nó làm cho bạn trông xinh xắn, nó làm cho bạn thoải mái khi bạn mặc nó, hoặc là nó làm cho bạn feel good. Bạn biết rõ là cái áo đầm đó nó sẽ tôn dáng bạn, cái màu sắc của nó sẽ tôn làn da của bạn, và bạn biết rất rõ là bạn phải kết hợp với những cái phụ kiện gì, ví dụ như nữ trang, giỏ xách hay là mang giày kiểu gì. Đối với tình yêu cũng vậy, bạn hoàn toàn có thể biết rõ là bạn mong đợi những cái điều gì từ cái tình yêu của bạn có. Bạn hoàn toàn có quyền mong đợi sự chăm sóc, sự quan tâm và sự lãng mạn, sự kết nối mà anh ta dành cho bạn. Và trong thực tế, cái chuyện mà chúng ta ăn kiêng hay chúng ta tập thể dục, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bỏ cuộc. Điển hình là mình, các bạn bè của mình và những người quen mà mình biết, thì đến một cái thời gian nào đó các bạn cũng sẽ bỏ cuộc. Các bạn thường là không có theo đuổi, khó theo đuổi tới nơi tới chốn lắm. Và chuyện tình cảm cũng vậy. Khi chúng ta không có bỏ cái nỗ lực vô, chúng ta không còn dành thời gian, không còn tâm sự, không còn nuôi dưỡng cái sự lãng mạn nữa, thì cái mối quan hệ của các bạn lúc đó bạn cũng cảm thấy nó giống như là một cái món đồ, một cái áo đầm mà bạn không còn mặc vừa nữa. Và bạn cảm thấy như thế nào khi mà bạn đứng trước cái gương, bạn cố gắng mặc thử một cái áo mà nó không còn vừa nữa?
và bạn cố gắng bạn cài nút, bạn ráng bạn kéo zipper, nhưng mà nó chỉ làm cho bạn cái cảm giác bực bội và thất vọng thôi. Khi mà nói về lựa chọn trang phục, các bạn sẽ lựa chọn kiểu dáng hay các bạn lựa chọn cái sự thoải mái? Thường thì các bạn trẻ sẽ lựa chọn vì cái kiểu dáng nhiều hơn. Mình thấy những cái cô gái trẻ sẽ chọn những cái đôi giày cao mà đẹp, có thể là đau chân nhưng mà các nàng vẫn ráng đi là bởi vì nó đẹp. Hay là đôi khi mình thấy là trời lạnh nhưng mà những cái áo mà đẹp thì các nàng cho dù co ro cũng vẫn chọn mặc cái áo đẹp. Đó là những cô nàng còn trẻ. Và khi các bạn lớn hơn một chút, các bạn sẽ lựa chọn những cái trang phục bắt buộc là phải đẹp nhưng mà nó phải đi với cái sự thoải mái. Và những cái món đồ mà nó không còn vừa cho bạn nữa, những cái món đồ mà khi mặc vào bạn không còn cảm thấy thoải mái nữa thì bạn sẽ dẹp bỏ nó đi. Vậy thì với những cái mối quan hệ mà nó không còn vừa cho bạn nữa, nó không làm cho bạn cảm thấy thoải mái, happy nữa, thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ sửa nó, bạn sẽ dẹp bỏ nó, hay bạn sẽ để nó ở lại chỗ cũ với hy vọng một ngày nào đó bạn lại mặc vừa nó? Các bạn comment cho mình ý kiến của các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi sự chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn sau. Chào tạm biệt. Bye bye.